A Di Đà Phật, con tạm biệt bà đính của con về. Chúng con đang đi về Gia Xây để về. Cầu cái đẹp quá nhỉ. Mình sẽ được đi tham quan chính là. Đi làm sao được đi tu chứ có phải đi tham quan đi du lịch đâu mà. Đấy cổng đẹp quá. Đây sẽ đào đảo của mình. Chắc thế. Giờ lấy chụp ảnh cầu cái đẹp quá. Đây chúng em đang Tràng Sơn, chúng em xây của Kim Năng đang về. Đi về, đi thì ít về nhiều. Trời ơi, sách nắm thứ quá. Chào bài đính chứ. Tạm biệt bài đính, chúng con về. Đây là cô giáo. Hai ngày nhiều kỷ niệm quá. Điện thoại của cô đã hết điện. Con của con cũng hết pin đây nè, sắp hết pin rồi. Lên xe để nạp. Ờ, hết pin rồi, vậy đây này. Mẫu nghi này, mẫu nghi thiên hạ này, chỗ đẹp có chỗ này. Đây này, mẫu nghi thiên hạ này, chỗ lên lên vào đây nè, đây chỗ này nhỉ. Đẹp, đẹp đẹp quá. Xe của mình đã đỏ chứ phải không nhỉ? Xe của mình đâu? Xe của mình đâu nhỉ? Phải xe của mình phải không? Không phải. Không phải chứ. Phải xe kia. Đây là chàng gì đây? Không phải xe của mình. Xe của mình kia phải không nhỉ? Xe đấy đi. Xe của mình đâu? Đâu nhỉ? Có phải kia không? Xe này phải không nhỉ? Có phải xe này không chị? Chưa, có phải số xe này của mình không? Cô sư cô. Có phải xe mình không nhỉ? Sáng đi tối lúc xuống chỗ hãng là tối chưa kịp nhìn xe nó thế nào. Bà Tiến đâu nhỉ? Bà Tiến thôi. À.